nước chấm là linh hồn của một món ăn đó. Nhưng rất ít người biết làm món nước chấm nha, và đa số là mọi người không ai biết làm nước chấm đâu, làm cho có để chấm cho ăn thôi. Chứ thật sự là để mà làm nước chấm nó ngon mà thật sự mà ăn mà không chê á thì ít ai biết làm lắm. Bởi vậy em Quân biết được điều đó và em Quân sẽ làm chỉ cái nhà trong video này. Video này em Quân sẽ hướng dẫn cả nhà nha. Cái món nước chấm là thần thánh của nhà hàng em Quân, là nó chấm chấm tới đâu là dính tới đó nha. Và nó chấm là ăn là vô là ngất ngay luôn, không chê một tí nào được. Muối, đường, đây là mình có ớt đỏ ấy nha, và ớt hiểm, ớt hiểm xanh nha, và đây là tiêu. Rồi đầu tiên mình sẽ là sử dụng chanh trước, chanh mình sẽ cắt làm đôi nha. Sau khi mình cắt chanh xong mình sẽ nặn chanh với cha mình lấy nước cốt nha. Và khi mình kết hợp chanh với hành như vậy thì nó sẽ làm dậy vị nước chấm lên nha, tạo mùi thơm rất là quyến rũ luôn, rất là ngon. Nhà sau khi mà mình nặn chanh mà hạnh chung nha, và chuyện giờ mình sẽ vớt hộp nó ra cả nhà. Mình phải vớt sạch hộp nha, tại vì hộp chanh với hộp hạnh mà mình không vớt nó sẽ bị đắng nha. Rồi sau khi mình vớt sạch rồi, bây giờ mình tiếp tục mình sẽ làm tới quầy công thức cả nhà. Mình sẽ đổ hết nước cốt chanh này vào luôn, chanh và hạnh vào hết vào trong máy xay. Tiếp theo mình sẽ có nè, đây nè, đây mình sẽ có 1/4 nè tiêu, 2 muỗng muối, 6 muỗng đường, 6 muỗng đường, và đây mình sẽ có là 3 muỗng sữa ấy nha, 3 muỗng sữa nha. Sẽ có 3 muỗng sữa. Và cuối cùng mình sẽ có nha, đây mình sẽ cho đây 5 trái ớt, ớt đỏ đó nha. Và đây là 10 trái ớt xanh, 10 trái ớt xanh. Do nhà hàng của em mà làm cái công thức này rất là ngon nha. Còn ai ăn mà cái nước chấm màu xanh nhiều á thì cả nhà bỏ thêm ớt xanh vào thôi. Nhưng mà cả nhà làm theo trang vậy đây là công thức này bao ngon nha. Chấm tới đâu là dính tới đó nha. Và chấm là ngắt ngay nha, ngắt ngay con gà tây luôn, rất là ngon. Rồi bây giờ mình sẽ đi quay nó. Đây cả nhà ơi, xong ra trời ơi siêu ngon. Ôi ôi cả nhà ơi, nhìn thấy nước chấm này cả nhà chảy nước miếng nè, phải không? Chịu hết nổi đó phải không? Rất là ngon nha. Cả nhà ơi, cả nhà nhớ nha, nước chấm mình khi mình quay xong á, cả nhà bỏ qua tủ mát một chút xíu nha, để ăn cho nó ngon. Thứ hai là làm cho nước chấm nó kẹo này nha, thì mình mới quay xong nó không có kẹo được như vậy đâu. Này này em bỏ cái tủ mát trong khoảng 10 phút nè, như vậy nó sẽ được kẹo hơn nè. Đó, nhìn thấy cái nước chấm này cả nhà nhìn thấy là chảy nước miếng đâu không? Chấm tới đâu là dính tới đó nha. Nước chấm mà thiếu hải sản cũng như là hải sản mà thiếu nước chấm cả nhà. Món ăn ngon là phải có nước chấm ngon nha. Rồi bây giờ mời cả nhà thưởng thức cùng em nha. Chắc chắc cả nhà là quá ngon. Đúng là chấm là ngắt ngay con gà tây nha, có thiệt không? Chắc chắc cả nhà ơi, quá ngon ha. Nước chấm là đúng là linh hồn của món ăn cả nhà. Món ăn ngon là phải có nước chấm ngon nha. Khi cả nhà làm nước chấm như vậy là không ai chê được nha. Và nước chấm này không chỉ những chấm hải sản được, mà mình có thể chấm được nhiều món nha. Nước chấm nhà em làm như vậy nè, nhiều khi á, cái này là mấy bạn nhân viên nhà em á là ăn bún xào luôn đó, hoặc là ăn cá chiên đều được hết nha cả nhà, đều ngon hết. Chấm tới đâu là dính tới đó. Chúc cả nhà thành công với món nước chấm hải sản siêu ngon này nha. Này là của công thức nhà hàng em rồi, chấm tới đâu là dính tới đó là gì, nổi tiếng nha.
Rồi công thức em để bên phía tay phải màn hình cho nhà làm theo. Bao ngon nha. Cả nhà xem hết video cho em xin nha một chia sẻ, một bình luận, và hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video hay tiếp theo vào ngày mai, và rất nhiều video giá trị ở bên dưới. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở lúc sau.